nạn nhân bỏng mặt và tay. Kunan Sama cho biết, anh đang ngồi trong phòng khách thì chiếc smartphone nóng bất thường, điện thoại lúc đó không sạc pin. Trong lúc đưa điện thoại cho người bác cầm thử, chiếc Galaxy S5 đột nhiên phát nổ rồi bốc cháy khiến Kunan Sama bỏng mặt và tay trái. Chủ nhân của chiếc Samsung Galaxy S5 cho biết, trước đó điện thoại vẫn dùng bình thường, không sửa chữa gì và cũng không thay thế thiết bị gì. Tuy nguyên nhân gây cháy chưa được xác định, hãng điện tử Samsung Hàn Quốc cho biết đã điều tra vụ việc. Trước đây, Samsung từng triệu hồi toàn bộ dòng điện thoại Galaxy Note 7 vì nguy cơ quá nhiệt và gây cháy, nguyên nhân được cho là do pin lỗi.